Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi năm 2017, với tổng kinh phí gần 35 tỷ đồng cho 32.160 học sinh đang theo học tại các trường mầm non trên địa bàn 12 huyện, thành phố trong tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính thực hiện việc cấp phát kinh phí và hướng dẫn các địa phương được phân bổ kinh phí, thực hiện chi trả kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng theo đúng quy định. Trong đó, huyện Lâm Hà là đơn vị được hỗ trợ kinh phí ăn trưa nhiều nhất với số tiền 5 tỷ 455 triệu đồng cho trên 5.000 cháu. Được biết, chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mầm non được thực hiện theo thông tư liên tịch số 29 của Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính về hướng dẫn chi hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em 5 tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quyết định số 239 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015 và thông tư liên tịch số 09 của Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quyết định 60 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015.